được dẫn dắt bởi thủ lĩnh xinh đẹp tài ba, Bảo vệ Nhân Thọ Đồng Nai tự hào về một năm 2020 vinh quang. Dù khó khăn, dù thách thức, nhưng các chiến binh Bảo vệ Nhân Thọ Đồng Nai đã sát cánh bên nhau, hoàn thành kế hoạch kinh doanh trước 45 ngày. Với doanh thu khai thác mới đạt 143,9 tỷ, tỷ lệ hoàn thành kế hoạch kinh doanh đạt 120%, tăng trưởng 21,28%, tỷ lệ hoàn thành kế hoạch tuyển dụng đạt 179%. Dẫn đầu khu vực Nam Bộ, thuộc top các công ty dẫn đầu hệ thống về thành tích kinh doanh, số lượng tư vấn viên sao Việt, Bảo vệ Nhân Thọ Đồng Nai luôn tiên phong sáng tạo các cách làm hay, làm mới và tích cực chia sẻ kinh nghiệm tới các công ty trên toàn hệ thống. Niềm tự hào được vinh danh công ty tiêu biểu 2020 chắc chắn sẽ là động lực để các chiến binh Bảo vệ Nhân Thọ Đồng Nai tự tin chinh phục mục tiêu 168 tỷ, phá vỡ và xác lập những kỷ lục mới, góp phần cùng hệ thống hướng tới kỷ niệm 25 năm tự hào Bảo vệ Nhân Thọ. Chúc mừng ban lãnh đạo, các cán bộ, các trưởng ban, trưởng nhóm và tư vấn viên của Bảo vệ Nhân Thọ Đồng Nai với giải thưởng danh giá nhất trong năm, giải thưởng công ty tiêu biểu 2020. Chúc mừng Bảo vệ Nhân Thọ Đồng Nai, công ty tiêu biểu 2020.